Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình tiếp thị những sản phẩm nghe nhạc chuyên nghiệp của Cương Audio. Tất cả những yêu cầu về mua sắm và tư vấn phối gấp, hãy gọi điện hoặc nhắn tin theo một trong hai số trên tấm biển. Quý vị và các bạn đang có Facebook có thể dùng tính năng theo dõi để cập nhật các hoạt động của tôi trên Facebook có tên Hoàng Liên Cư Sĩ như dòng chữ nhỏ dưới cùng của tấm biển. Các bạn thân mến, như đã thông báo, bên cạnh kênh chính là kênh Cương Audio các bạn đang xem, tôi tiếp tục có thêm một kênh nữa có tên là Âm Thanh Vàng. Kênh này tôi sẽ chuyên test các dòng loa karaoke, giới thiệu đến các bạn các bộ phối ghép karaoke, các dòng hàng bãi cũng như những dòng hàng đời mới. Và ở kênh đó tôi liên tục giới thiệu những dòng loa nghe nhạc cũng như phân tích, chỉ ra ưu điểm, nhược điểm, cái hay, cái chưa hay của những dòng loa nghe nhạc cổ. Các bạn nhớ tôi có hai kênh song hành. Kênh thứ nhất là kênh Cương Audio, kênh thứ hai là kênh Âm Thanh Vàng. Các bạn có thể dùng từ khóa Âm Thanh Vàng để đưa vào mục tìm kiếm trên Google hay trên YouTube. Các bạn nhớ hãy song hành cùng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta có một tình cảm khá đặc biệt đối với những dòng thiết bị nghe nhạc đến từ Mỹ, châu Âu hay Nhật Bản, vân vân. Đặc biệt trong những tên tuổi đến từ Mỹ, chúng ta khá yêu chuộng dòng loa JBL. Các bác miền Nam đọc là JBL, đó là cách phát âm chuẩn về tiếng Anh. Còn anh em miền Bắc chúng tôi quen gọi theo cách đánh vần là JBL. Các bạn thân mến, nói đến JB, một ông lớn đã được Hackman cho ra hàng ngàn những model, kể cả biểu diễn sân khấu chuyên nghiệp, những dòng xem phim hay những dòng nghe nhạc chuyên sâu. Đối với dòng nghe nhạc chuyên nghiệp trong gia đình, có rất nhiều những model cao cấp có thể lên đến tiền tỷ, tiền trăm, vài chục, thậm chí là vài triệu đồng. Các bạn đều có thể dễ dàng sở hữu được một trong những cặp loa lừng danh của JB. Các bạn thân mến, ở chương trình này chúng ta sẽ nói sâu về một trong những siêu phẩm kiệt tác được rất nhiều người yêu thích cho đến tận bây giờ. Các bạn nhìn thấy trước mắt là cặp loa JBL65A. Thì đối với dòng 65, nó có 3 model nổi tiếng sau đây. Một là 65, tức là 65A trước mắt các bạn. Thứ hai là 65B. Và thứ ba là 65 Dubai. Thì trong 3 model 65 này, dòng loa JBL65A được yêu thích nhất, được ưa chuộng nhất. Có rất nhiều những ưu điểm mà ở những model biến thể đời sau lại đánh mất bởi quá chú trọng vào độ tinh khiết ở khả năng chống nhiễu. Các bạn thân mến, thì đối với dòng JB này, tôi vừa nói ở trên nó có các dòng 65A, 65B và 65 Dubai. Thì đối với dòng này các bạn nhìn thấy có chữ 65, thì các bạn nhiều bạn hỏi là không thấy chữ A đâu. Thì người ta mặc định 65 không có chữ A này chính là 65A. Và 65B thì có chữ B đứng bên cạnh, và 65 Dubai có chữ Dubai. Thì các bạn thấy là những dòng 65 này gọi nó là 65A. Đây là một dòng loa đẹp từ hình thức, sang trọng chất âm. Trên mặt của nó được gia cố, tức là được trang bị thêm một tấm kính, các bạn có thể nhấc ra. Tấm kính này giúp các bạn lau dọn rất là dễ dàng, đó, nó tránh bám bụi. Cặp loa đẹp không điểm trừ, còn nguyên cả tem cờ như các bạn nhìn thấy. Như vậy các bạn nhìn thấy tổng quan một cặp JB65A tuyệt thế giai nhân. Đây là một trong những cặp loa tôi bán rất nhiều, kể cả 65A, 65B, 65 Dubai hay những cái mẫu lớn, các dòng tai voi vân vân, kể cả các dòng L200. Tuy nhiên khi so sánh về mặt chất âm thì các bạn thấy 65A luôn luôn có một cái sự vượt trội. Nói về thông số trước để các bạn ấn tượng, dòng loa này có trọng lượng mỗi một thùng khoảng 30kg và nó sử dụng 3 đường tiếng. Một bát các bạn nhìn thấy đó là bát 30, dòng này thì các bạn thấy bát huyết và nó có một dòng nữa là dòng bát thường. Thì đối với dòng bát huyết các bạn nhìn thấy đây là dòng loa có sử dụng bát bằng vật liệu giấy và chép bằng kim cương, chung bằng vật liệu giấy. Tổng thể tiếng chung, tức là tiếng của ca sĩ và nhạc cụ, sẽ luôn luôn được vật liệu giấy phát huy ở dạng âm thanh ấm áp, mộc mạc và khá là nồng nàn. Đối với loa bát, đây là một dòng loa bát có đường kính 30,
Nó sử dụng nam châm Anico 5, tức là dòng nam châm Anico đã được nâng cấp cải tiến rất nhiều để không bị suy hao về từ tính. Và nhờ cấu trúc của dòng nam châm Anico, các bạn biết rồi, chất âm của nó luôn luôn mượt mà và rất là nhẹ nhàng, sâu lắng, êm ái. Thêm vào đó, cuộn côn của dòng này được sử dụng dòng dây rất là đắt tiền, đó là côn được làm bằng dây Edwis. Đấy, đây là một cái trong những cái ưu điểm mà các bạn chơi sâu về dòng JBL 65A thì các bạn sẽ hiểu, và những các người đã chơi sâu người ta sẽ nhận ra cái sự khác biệt đó. Thì đối với cái dòng bass 30 nam châm Anico 5, tức là đời thứ 5, kết hợp với dây Edwis đã giữ cho tiếng bass chuẩn xác và cắt tần số cực kỳ ấn tượng, tạo ra tiếng bass mềm, ngọt, êm dịu. Đối với loa chung, các bạn nhìn thấy đây là dòng loa chung được sử dụng màng giấy gân lụa rãnh chìm, và như vậy nó tạo ra cái sức căng để giúp cho khắc phục cái hiện tượng bị phản xạ âm. Thì các bạn thấy đây là dòng loa mid đã được cải tiến nâng cấp về mặt vật liệu cũng như cái việc đảm nhiệm những tần số giúp cho âm thanh của nó chính xác hơn. Thì các bạn biết rồi, hài âm, tức là hiện tượng méo tiếng ấy, có thể đến ở bất cứ một dòng loa cao cấp hay những dòng loa bình dân, nhưng nhờ quá trình phối ghép tốt kết hợp với việc sử dụng các vật liệu xịn và sự tính toán rất chính xác ở phân tần, nhà sản xuất đã đưa những tần số như mong muốn đến được loa mid, loa bass và loa chép để tạo ra âm thanh một cách chính xác nhất. Các bạn nhìn thấy đây là cặp loa có sử dụng chép kim cương, thì chúng ta nhìn thấy rất là rõ đây là chép kim cương. Tôi nhớ mãi là khi tôi bán cặp loa này ở những cái năm 2016 thì tôi nói là chép kim cương thì nhiều bạn rất là cười. Các bạn biết là kim cương tự nhiên thì nó mới đắt, còn đối với kim cương nhân tạo do con người có thể tạo ra được thì nó không đắt, nhưng nó vẫn giữ được những cái đặc tính của cái kim cương tự nhiên, đó là tạo ra cái sự cứng nhất định. Ví dụ như các bạn biết rồi, dòng kim cương, tức là nó có một cái cấu trúc tinh thể ở cấp độ phân tử có cái sự liên kết khá đặc biệt, chính vì vậy mà nó lại cứng hơn những vật liệu khác. Và ứng dụng cái tính năng này thì người ta đã sử dụng kim cương để cắt kính, cắt những cái vật liệu khác. Đối với các dòng loa nghe nhạc thì những năm gần đây rất nhiều hãng vẫn đi theo khuynh hướng này. Người ta đã phủ lên bề mặt của loa chép một lớp tinh thể MD kim cương, tạo ra cái sự rắn chắc cho bề mặt. Chính vì vậy mà khi sóng âm được dội qua đó thì nó không bị hiện tượng cộng hưởng, tức là âm thanh của nó phản xạ rất chính xác như tính toán, không có sự sai lệch. Chính vì vậy mà chép kim cương thường được sử dụng để đảm nhiệm những tần số cao và làm cho âm thanh trở nên lung linh, mềm mại và cực kỳ là bông tơi, chính xác. Các bạn thân mến, một vài cái đặc tính như vừa nêu ở trên thôi, chúng ta đã hiểu ngay đây là một trong những cái cặp loa rất là đáng chơi. Đối với những dòng JB 65B này, 65 Dubai sau này thì người ta cấu trúc chủ yếu muốn nâng cao cái giải cao, và trong cái quá trình tạo ra các vật liệu mới để người ta thử nghiệm thì có những cái vật liệu cũng chưa hoàn thiện, nhưng các nhà sản xuất đã ứng dụng nó vào các phiên bản thương mại. Chính vì vậy mà các bạn thấy ở rất nhiều các dòng xe ô tô cũng như vậy, khi người ta cải tiến nâng cao về mặt hiệu suất cũng như về mặt ngoại hình một chút thì có những phiên bản đời trước lại luôn luôn được yêu chuộng hơn những phiên bản đời sau. Thực tế thì đó là một cái điều mà chúng ta chơi, kể cả từ việc điện thoại cho đến ô tô hay xe máy vân vân, thì chúng ta cũng rất là hiểu sâu về cái điều đó. Thì đối với các dòng thiết bị nghe nhạc nó cũng tương tự như vậy. Các bạn nhìn thấy cặp loa này tôi đang chuẩn bị phối ghép nó với một chiếc âm ly, đó là chiếc âm ly Luman. Thì các bạn nhìn thấy đó là Luman 505U. Đây là một trong những dòng âm ly Luman rất là cao cấp. Dòng này có hai đồng hồ lớn, các bạn khi nghe nhạc và ngắm nhìn hai đồng hồ VU này nó ve vẩy rất là đẹp mắt, nhìn rất đã. Dòng âm ly này thì tiếng cực kỳ sạch, tĩnh và dễ đánh. Các bạn có thể đánh vào các dòng loa của Tannoy, các dòng của Acufei. Xin lỗi các bạn, là giống như Acufei, các bạn có thể đánh vào Tannoy, đánh vào BV kép, đánh vào Sekvin Vega DX7, hay các bạn có thể đánh vào các dòng JB nói chung, sẽ tạo âm thanh cực kỳ
mềm mại và khá là sang trọng, hiện đại. Châm ly 505U của Luman này có giá 44. Ở phía trên thì các bạn nhìn thấy một chiếc đầu CD rất là cao cấp, cho âm thanh cực kỳ mềm mại. Marzahn thì chất âm người ta hay miêu tả nó bằng cái từ là mềm dẻo. Thì các bạn nhìn thấy đây chính là chiếc đầu CD Marzahn 8005. Đây là dòng 3 trong 1. Các bạn nhìn thấy bên tay trái của màn hình quắc có một cái khe để chúng ta có thể cắm được USB để chạy nhạc. Thêm vào đó thì nó có thể chạy được đĩa CD. Và thứ nữa là nó có khả năng giải mã, thì gọi nó là dòng 3 trong 1. Chiếc đầu này có giá hơn 20. Đó là Marzahn 8005. Chất âm rất là dẻo, mềm mại, ngọt ngào. Các bạn thân mến, bây giờ tôi sẽ dừng để test âm cấu hình này. Nếu như các bạn có nhu cầu mua sắm và tư vấn phối ghép, xin hãy gọi điện hoặc nhắn tin theo một trong 2 số trên tấm biển. Các bạn nhớ truy cập vào kênh YouTube Âm Thanh Vàng và Facebook có tên Hoàng Liên Cư Sĩ để thưởng thức đầy đủ những bản test âm của tôi về karaoke cũng như nghe nhạc chuyên nghiệp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt.